người mà tiểu nữ sẽ thành thân cùng cũng chính là Thế tử Điện Hạ. Lần trước ta đã có lời thất lễ với tiểu thư, ta thành thật xin lỗi. Việc đau buồn cho cái chết của Phong Lưu công tử có ý nghĩa gì, quan trọng tới mức nào, có lẽ tiểu nữ đã không được biết. Sau khi về, tiểu nữ đã suy nghĩ lại những lời nói của đại nhân, rồi đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi. Việc mong những người đã chết có thể yên nghỉ là tốt, nhưng mà lỡ như tiểu nữ cũng bị coi là có liên quan đến đám người của Phong Lưu công tử thì phải làm sao đây? Tự nhiên lại thấy lo sợ, với những chuyện chưa xảy ra cũng khiến tiểu nữ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Không đâu, Phong Lưu công tử phạm tội nên phải chịu sự trừng phạt của triều đình, đó là việc làm thích đáng, không có gì sai trái. Nhưng những bách tính đi theo hắn thì đâu có làm gì sai. Cả đất nước vì chuyện này mà hỗn loạn. Nếu như vua cai quản tốt đất nước của mình thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Dám nói ra những suy nghĩ về vua của một nước như vậy, ngài không thấy sợ sao? Tên thích khách đó nhắm vào ta, mau đuổi theo. Tướng lĩnh, mắng là đại phu đã chữa trị kịp thời nên giờ đã khỏe lại rồi. Cảm ơn đại nhân. Ta mới là người phải cảm ơn cô. Tên thích khách đó nhắm vào ta, nhưng lại để cô thay ta đỡ mũi tên đó. Nhưng mà vì sao hắn lại muốn hại đại nhân? Bởi vì xung quanh ta có quá nhiều kẻ thù, nên ta cũng không thể biết được là ai đã làm nữa. Có lẽ là do hoàn cảnh thôi. Tiểu nữ cũng nên về rồi. Không được, ta không thể bàng quan nhìn người khác bị thương vì mình được. Tiểu nữ phải đi rồi. Tiểu nữ sắp phải thành thân rồi, nên không thể để có lời ra tiếng vào. Ta đã thất lễ với cô rồi. Không sao đâu, dù sao đi nữa đây cũng chỉ là một cuộc hôn sự sắp đặt thôi. Chẳng lẽ cô có nỗi khổ gì sao? Phụ thân vì sự nghiệp trước mắt mà có thể lạnh lùng quyết định bán đi đứa con gái của mình. Những chuyện này cũng đâu phải là chuyện gì đặc biệt đâu. Vì nghiệp lớn. Theo lời đại nhân, nếu muốn đất nước này đứng vững thì nhà vua cần phải vững vàng đã. Nếu làm vậy có thể giúp đỡ cho an nguy của đất nước, tiểu nữ cũng nên dốc lòng hỗ trợ. Vậy là người mà tiểu nữ sẽ thành thân cùng cũng chính là Thế tử Điện Hạ. Làm vậy sao? Ta không biết người sắp trở thành Thế tử Phi lại là cô. Trời đã tối rồi, ta sẽ cử người đưa cô về. Xin hãy bảo trọng.